nghe cái mùi nồng không? Quá trời nồng mà. Quá sức trận này cả nhà ơi. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay thấy lại bệnh, tới giờ vẫn chưa hết à. Bệnh lên cỡ nghe chừng hơn một tuần rồi. Uống thuốc đi bác sĩ không hết cả nhà ơi. Bữa nay thử thách tướng sumo qua một tô bốn lèo. Mình canh thử nước lèo trước lên tới đây. Ha. Bỏ cái giá ra. Thôi để đây. Có mình tính sơ sơ mình biết nhiêu à. Cái tô này bấm nhiêu trăm gram quá nè? 1.3 kg. 1.3 kg. Này là 3.5 kg. 3.5 kg còn là 3.5 kg là còn nhiêu ta? 2.2 kg. 2.2 kg. 2.2 kg bốn lèo. Còn 2 kg đi. 2 kg nè. Cái này mình cân hạo nước nè. 400 gram. Ớt này cái gì vậy? Ớt sừng trâu. Đó. 1.4 kg. Thấy không? 1 kg sừng trâu. Với lại 2 kg bún nước lèo. 2 kg bún nước lèo. Tổng cộng là 3 kg. Tổng cộng 3 kg. Bây giờ anh ăn hết 2 kg bún lèo. Thấy không? 2 kg bún lèo với lại 1 kg ớt là được thưởng 2 triệu đồng. Thấy không? Đó, bây giờ mình dần này đi. Đây nè. Sữa tươi cho anh nè. Cho anh uống sữa tươi Đông Thành là bạn nha. Sữa da Đông Thành nó dính nha. Đây đây. Đây nè. Đó. Rồi. Mời cái nhà đi tính. Rồi mời cái nhà ăn bún lèo với ớt sừng. Mình là mình đền trước cái ai? Bây giờ ăn kiểu gì? Đổ vô luôn á. Đổ vô luôn mà. Đổ vô luôn. Bỏ đi chặn nè. Cái mùi em chịu nổi luôn anh Tấn. Nè chứ đổ vậy nè, khán giả mới thấy nè. Đây nè, em lên trên đổ nè. Rồi. Đó. Đó. Nhảy nữa. Nhảy. 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 Hết luôn cái nè. À. Quá tuyệt. Quá tuyệt thằng này. Đó. Đó. Sẽ luôn. Cả nhà ơi. Cả nhà thấy đỏ cả nào cả nhà một tô thiếu cũng đâu. Nè lấy. Một cục đóng hết rồi đấy. Nè luôn. Cũng đóng hết là nè luôn. Sao mà múc quà nó không dính ớt à? Múc ớt, múc lèo lên đó, múc lèo á, múc lèo dớt luôn. Rồi rồi, rồi rồi. Rồi. Thổi không mà nó cay rồi cả nhà. À, chắc trộn lên rồi cả nhà. Chắc được lúc nữa là xin một. Wow. Quá. Trời ơi. Thế ớt mới dớt rồi. Rồi mời cả nhà ăn ớt với bún nước lèo. Bún nước của bác nha em Tấn, cay lắm. Nha, bún quẹt cái bác nha. Đúng không? Đúng không? Cái này có chùi chùi cái giấy khô, chùi với ớt dính mắt à. Bún lèo với ớt là 3 kg. Thánh à. Chơi ớt sắc luôn đúng không? Ừ. Mua của quán hả? Đúng rồi, của quán luôn. Cái bò cái mặt luôn em. Sợ luôn, nổi không tục quá. Cái
Sữa tươi ngon không? Ngon. Tươi lông hàng quá. Rồi ngon chán cả nhà. Covid đâu vô nổi anh tính. Covid nó thấy nó chạy hết. Mấy vậy chạy luôn. Mấy vậy chạy luôn anh tính. Súng này bắn đạn nó khỏi vậy. Thấy à, quá bữa nay cái lưỡi nó nói chuyện hết ra hơi luôn cả nhà. Quá muốn làm rất là ngon, bữa nay hơi dư. Ông thua một chục lần ký. Quá chí thôi. Quá chí rồi. Cái nhìn to, ớt không à? Ớt ngầm lên cái này, quá. Đấy mua quay. Quá. Cay hỉ mũi lại đi. Cái ớt mà. Cái mũi anh. Cái ớt mà. Anh ớt cả phải chịu luôn. Anh gặp con cảm nữa. Nó đá. Quá rồi nha. Phải tới cái trận này. Quá lẹ. Quá lẹ. Trận này ăn cái này người yêu thấy người yêu chạy luôn bỏ luôn à. Nãy phải để ngoài dễ ăn nha. Thank you.
Đói mặt không cả nhà? Sách này quay phụ mà ho nhiều cái nhà thông cảm nha. Quá lẻ. Gung kia gì không? Gung tay. Tay gung tay không cái nhà. Hết sữa rồi kìa. Uống nước dễ thành luôn không? Bỏ gì đỏ mặt này. Quá cay. Em à, thấy lại quay mà nghe mùi chịu nổi luôn á. Hãy chơi ký bún ký ớt thì ha. Hai ký bún ớt, ba ký quá vậy. Một ký uống ký ớt ăn không nổi. Mà có bún vô gì đỡ ha. Không dữ sao không? Gấp cái nào dính ớt cái này ha. Gấp cái mười mấy miếng vậy hả? Thả thằng ớt à. Cái này là không ăn gian được nè. Thấy chưa không? Sắc nhiễm rồi. Ớt sắc đâu ăn gian được. Bỏ vô nhai, bỏ vô nhai à. Nhai nhiễm luôn. Bữa nay là hôm nay gắng cố gắng là vượt qua cái thử thách này cả nhà ơi. Hồi vô tới giờ cái kỹ sách này là dữ nhất rồi cả nhà. Bữa nay chắc về tốn mua nước dừa cỡ 5-6 trái nè. Thắng lại mua sẵn rồi à. Với lại 20 cái đồ bơm đít. Nhận tới như xài cầu cá không á Tấn? Không xài cầu tụi máy hả? Cầu cá mời cái rau thuốc đâu cái tao cá cối à, cái hầu cá ta mời đi cầu á cái ra nồi ngóc đầu lên như mấy cá chép cá phi nổi vậy về tới cay quá cay giỏi à cay mà nó tơi lưỡi rồi cả nhà ngồi lại chắc nó hết cay rồi muỗng cái ớt quá trời cay không quá lẽ. Ăn không được thôi nha, chứ không ép nha anh Tấn. Nếu mà vượt qua thì em vượt. Quá đi mọi người mẹ mọi con quá trời.
Mà cái hiếu ở đâu? Hiếu mở lại đi. Hiếu mở lên tính. Cái nhà thông cảm mà nha. Ăn ba ớt này nó cay, nó chảy mũi hoài cái nha. Nó phải cay để mũi này. Nước thêm hả? Ông tính ổng ăn mà ổng nhìn cái bình nước không à. Nhiều lắm á. Nhiều lắm. Hôm nay cả nhà nha. Tại vì mình sẽ nói cả nhà nghe một câu nè. Ớt thì nó phải cay rồi. Mà thấy người ta làm được mà mình làm không được, mình cũng mắc cỡ. Mình cũng gán sao mà cho nó ăn sao cho nó qua cái thử thách này mới được cả nhà. Gán cỡ nào cũng phải ăn được qua cái thử thách này mới được. Không ăn nước hết, miễn anh ăn cái được rồi. Cái nước nó cực kỳ nó cay. Bỏ đi, đó nó bị giá ớt lúc này. Còn hơn nữa cái này. Quá lẻ. Cố lên chị môi. Cố nào. Đang cố hết mình chứ. Cú này chỗ này ngon hơn tính. Chỗ mới hả? Ừ. Chỗ mới hả gì? Ừ, chỗ mới. Ngon không? Ngon ngon rồi, hết ngon. Cái quá, đây là hết ngon hả? Đây là quá hả? Đây là hết ngon. Anh tính nước nhiều thiệt. Hơn nữa chắc rồi. Thôi mà nói. Mình nói cả nhà nghe, đừng có buồn mình nghe cả nhà. Mình ăn 1 ký ớt, 2 ký bún riêu, ủa 2 ký bún nước lèo là thành 3 ký, mà trong đó mình ăn trong bụng cách cỡ 5 ký. Tại nước. Tại vì nước 2 ký rồi. Uống nước á. Tính gấp đũa mà như viết viên chỉ ba chị hết hả? Bỏ mặt hết hả? Nước nhiều hơn tới ngày uống nước nhiều sao no sao ăn nổi. Quá đi cay à? Nó cay quá, không uống nước là không được. Chết luôn. Không uống nước là không nổi. Nó tê lưỡi.
đi nha. Quá đẹp giá, muốn cái ớt đóng nha. Lấy gì sữa tươi nha em. Sữa tươi á. Thì bị tươi em thấy nha, uống sữa tươi đi. Còn cay còn nữa trong này. Em lấy nha. Quá này, hơn một nửa rồi. Thì ớt cay rồi, phải chịu rồi. Cái tươi đỡ lắm nha. Thôi bớt nóng không? Bớt nóng mô tử, sữa tươi á. Cái sữa tươi, cái chất sữa tươi làm giảm cái độ nóng mô tử á. Sữa tươi nó vô nó dặn lại, nó ấm lại. Nó không cay. Biết không nổi thì bỏ. Quá đỉnh, smoothie quá đỉnh. Cái nước đỏ ao luôn cả nhà. Nước thành nước đỏ luôn nè. Thổi nước lên tiếng đây. Bỏ nước đi. Cả nhà thông cảm, cay quá rồi cũng ăn nước tội nghiệp ảnh. Sức kìa. Quá lẻ không? Quá lẻ. Nói không? Không nói thì ngưng. Không nói thì ngưng. Tùy anh à. Không ép nha. Quá lẻ. Biết nhắm ăn biết nổi không Tức? Nổi. Đây luôn hả? Ừ. Cũng biết nó ngon mà. À, nước bỏ ha. Thôi, nước này còn ít chắc uống làm luôn á cho nó hết tô cho sạch sẽ ăn cho ở nhà người ta nói mình ăn hết chứ để mình ăn vậy người ta nói mình bỏ mứa hoài. Quá lẽ. Nước cay lắm á. Nước đỏ lòm luôn ha. Dạ. Quá ao luôn Tấn. Ừ. Sớm giờ một câu trong nhà ăn hết rồi. Cây có cây hẹp. Cây quá là cây. Còn như mỏ rồi bỏ nó khỏi cái miệng nè. Cái hộp á. Cái hộp dính mỏ. À. Thì nó cay á. Nóng á. Hộp dính mỏ nóng lắm á. Nhìn mình nước bên đây không nội. Nước bên đây rồi, nhìn nước hoài. Anh Tấn á cả nhà quay clip mà cái sợ thiếu nước không à, thảo nước mà mỗi lần quay clip là anh cả nhà để ý không, anh uống một lần là hai lần nước á, à, ký ớt 2 kg bún với 2 kg nước là 5 kg hả? Ừ. Cái bụng 5 kg hả đúng không? Nó khổ không nổi. Chướng chướng bắt nha.
Đó, uống nước vậy á. Nước tiêu bé bé. Phích đó là bè 1 lít mấy á. Hồi hướng này nè, ừ. Lại đâu có thấy đâu, em đi đó đâu có thấy em đâu. Thánh quay phim mà thấy gì. Nhật Minh tưởng ngã cả không ạ? Không ép nha, làm lầm cũng không cho nha. Không ép lên tấn. Quá sức, sự mô diễn thiệt. Quá đỉnh. Còn chút nữa hết rồi. Không biết không biết. Thì dữ lắm rồi nha. Chứ giờ nói chuyện tê rồi. Tê lắm em. Thế là tê lắm. Tê miệng lưỡi, hết cảm giác rồi. Ông nói nó mới vô ngon. Rồi giờ hết ngon rồi. Thấy không? Giờ hết ngon rồi nha. Sữa nó ngon hơn sữa tươi bình thường không? Ngon hơn. Tươi táo luôn thật mới mua. Ừ. Tâm thần sư tỷ á. Tâm thần sư tỷ. Sữa bò nó ngon này, cái mùi nó ngon nha. Uống đãi à. Ừ. Nó không có ngọt lắm, nó vừa vừa nó vậy đó. Nó lạ lạ. Phải mùi thơm. Phải mùi thơm đấy. Còn nhiêu đây mà chút nữa hết rồi cả nhà, có 8 giá nữa hết. Giá em không nổi được. Bây giờ hai cái mép nó cứng rồi cả nhà. Thứ thứ hai đó, dữ không? Lại cái nước lũa em. Thấy đó. Thấy đâu tới. À. Cái một lần thôi, hai lít nước á. Biết ghé không? Biết ghé thì bỏ đi. Nó ăn một tô chứ, biết chạy hả? Chạy luôn kìa. Ừ. Ừ, có một quyết nở lắm kìa.
đi cầu có huyết đỡ. Tính cái vậy đi cầu liền. Sáng mai ra quán cà phê rồi không có thuốc mà tao nói nó cút đi đột lại khó thở thì thở ra ngoài khó thôi đi vào ở trên cầu không được địch hoài ra ra nói mình á. Em tấn quá dữ rồi. Sợ sợ nước rồi cả nhà. Quá té luôn. Sư bố thà ra bố. Nằm hút lại nhém mặt bụng luôn rồi. Sư bố thà mặt bụng. Sư bố thà nhà đang quay tới sư bố thấy nhà. Hút lại sợ bật ngửa. Đang quay xung quanh thấy cái nhà không? Thấy hút lại, hút ngửa, bị đá luôn. Quá dữ thế này. Chút xíu hết rồi nha. Quá dữ, xung quanh này. Xung quanh này là số 1 cả nhà. Hồi đó đâu ăn hết gì đâu. Nhớ không? Sao mới vô đâu ăn biết ngớt hết. Mới đầu ăn không được. Sao thử thách, biết không? Sao thử đi. Tự nhiên sumo kêu ăn thử ớt. Ăn được cái lần đầu tiên cũng ăn bún lèo hết anh Tấn. Mấy trăm gram á. Bún lèo ở chỗ anh, cái chỗ anh đúng rồi. À, anh Tấn kêu ăn thử mấy trăm gram à, phải không? Bữa nay chơi 2 cái bún, 1 cái ớt. Quá dữ. Bằng mày đổi vô bộ công nha. Rồi, sạch sẽ. Quá dữ. Sạch bóc luôn. Chết luôn cả nhà ơi, không còn miếng. Đây, uống miếng cho tôi đi. Rước này nè. Đây, một bữa 2 triệu. Đây, 2 triệu của anh ha. Rồi, cảm ơn anh. À, cả nhà ơi, hãy để lại một like, một chia sẻ, một đăng ký để là động lực cho mấy anh em làm những clip tiếp theo hay hơn. Một nữa, xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở lúc sau. Bye bye.